Làm 3 4 ngày thì làm. Tuộc, tuộc kiểu gì thế này? Chưa bao giờ thấy con tuộc màu sắc kiểu này. Mà râu nó dài, bé tí nó dài kinh khủng luôn này. Làm cách đây cả 2 tháng rồi. Tuộc gì kiểu này đây? Ôi xời. Đây. Cô này nó đứt cái dầu. Đứt dầu. Nó ngậy. Sắc thật kỳ lạ. Mất của nó luôn. Dạ, đồng thời.